Xin hướng dẫn hand reset LG GROWLINE. Đầu tiên là mình sẽ tắt nguồn cái máy. Rồi sau khi máy mà nó tắt nguồn hẳn thì nó sẽ rung một cái để báo hiệu là cái điện thoại mình nó đã tắt hẳn nguồn. Nó tắt nguồn cũng khá là lâu ha. Rồi, nó đã vừa rung lên một cái. Mình sẽ nhấn giữ hai phím âm lượng là vừa phím tăng vừa phím giảm. Rồi mình giữ luôn phím nguồn bên này luôn, tức là sẽ nhấn giữ cùng lúc 3 phím tăng giảm và phím nguồn. Rồi đến khi nó lên được cái giao diện này, mình sẽ nhấn khoảng chừng mấy giây nó sẽ lên được giao diện này, rồi mình sẽ bấm phím nguồn một cái, rồi mình sẽ bấm thêm bấm nguồn cái nữa. Rồi như vậy là cái máy mình nó sẽ khởi động lại và nó không còn về gốc luôn.